Hóng dưa si bít, định để Nhật Bà từ chối doanh nhân. Nhậm Gia Lân phật hệ, chuyện Lợi Dĩnh không bằng Dương Mịch. Đối với những người yêu thích xem tin tức Hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz Hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Triệu Lợi Dĩnh không bằng Dương Mịch nêu Diệp Phi. Triệu Lợi Dĩnh lên tạp chí mới lại bị chê cười vì mái tóc đỏ mang phong cách nhóm nhạc nữ. Mọi người cảm thấy Lợi Dĩnh không hợp với phong cách này, nhìn vào trông rất quê mùa. Lại có người đem tạo hình tóc đỏ của Dương Mịch và tóc hồng của Lưu Diệp Phi ra so sánh với Lợi Dĩnh, nói cô ấy không bằng hai người kia. Theo chúng tôi được biết thì tạo hình này ngày trước của Lợi Dĩnh bị chê nên cô ấy đã đổi style nít mới. Hiện tại cô ấy muốn theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, nhưng tương lai có tiến bộ không thì còn phải xem đã. Trương Dư Hi ám chỉ Lưu Học Nghĩa. Sau khi Trương Thiên Ái bóc phốt từ khai sinh thì có rất nhiều sao nữ trong giới từng có trải nghiệm tương tự, đều cảm thấy rất bái phục cô ấy. Trong đó có cả Trương Dư Hi. Mấy ngày qua Trương Dư Hi cũng đã âm thầm phát thông cáo mục đích là muốn mọi người nghĩ đến Lưu Học Nghĩa, nhưng cô ấy khá nhút nhát và sợ phiền phức, nên thông cáo này sẽ được chỉnh sửa một chút. Thật ra thì Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa chưa chia tay hoàn toàn, nhưng cũng đang chiến tranh lạnh một thời gian rồi. Nhậm Gia Luân chỉ có thể đóng cổ trang hay sao? Thật ra thì chính bản thân Nhậm Gia Luân cũng không muốn chuyển hình sang nhận những bộ phim hiện đại đô thị. Mấy bộ phim trước đều không bằng cổ trang nên dần dần, nhà đầu tư cũng ít ra cho Nhậm Gia Luân phim hiện đại. Giờ 90% kịch bản trong tay của Nhậm Gia Luân đều là cổ trang thần tượng, cộng thêm việc anh ấy phật hệ không muốn tranh tài nguyên nên toàn lựa chọn những bộ phim sẵn có thôi. Mà Nhậm Gia Luân cũng thích phim cổ trang hơn, dù không đa dạng thể loại, nhưng ít ra anh ấy vẫn có chỗ đứng nhất định bên cổ trang rồi. Quan Hiểu Đồng và Hàn Đông Quân tranh phiên. Vốn dĩ Quan Hiểu Đồng và Hàn Đông Quân bình phiên trong phim mới, nhưng Quan Hiểu Đồng thấy bất mãn nên khi quay phim cô ấy cố gắng thay đổi chuyện phiên vị. Kết quả là khi đóng máy, Quan Hiểu Đồng phiên 1 còn Hàn Đông Quân phiên 2. Fan bên nam dù có tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ trách công ty và đoàn đội vô dụng. Từ trước đến nay Hàn Đông Quân vốn rất phật hệ nên không thích tranh giành tài nguyên. Thấy Quan Hiểu Đồng quá kiên trì với phiên 1 nên anh ấy cũng từ bỏ chuyện bình phiên. Dương Dương tập trung cho màn ảnh rộng. Thành tích trên màn ảnh nhỏ của Dương Dương rất ổn nhưng tài nguyên điện ảnh lại thiếu. Chúng tôi nghe nói gần đây Dương Dương đã nhận một bộ điện ảnh đề tài quân đội và sẽ hợp tác với Vũ Hòa Vĩ. Ekip làm phim có vẻ không tồi. Trong 2 năm qua những bộ phim đề tài này hầu như đều có thể đem đi tranh giải mà Dương Dương lấy được dự án kia. Cộng thêm việc phim có sự tham gia của Vũ Hòa Vĩ nữa nên chúng ta có thể đợi xem sao. Có khả năng bộ phim này sẽ làm nên chuyện. Còn về tin đồn Dương Dương được các phú bà yêu thích thì đúng là khá buồn cười. Nguồn cơn của tin đồn này xuất phát từ sự kiện của Piri thời gian trước. Dương Dương được sắp xếp ngồi bàn có nhiều phú bà nên có một bộ phận cộng đồng mạng nghĩ anh ấy được những người đó yêu thích. Tuy nhiên ngồi cùng bàn với Dương Dương còn có Thư Kỳ, Trần Khôn, Đồng Lệ Á. Họ ngồi đối diện anh ấy mà. Còn những người ngồi cạnh Dương Dương không quen với những ngôi sao kia nên mới xuất hiện tin đồn trên. Trong giới có doanh nhân muốn mời địch để Nhật Ba ăn một bữa cơm, ra giá hơn 7 chữ số, nhưng Nhật Ba cũng nhất quyết không đi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.